Cha là bầu trời cho nguồn gốc, cho lý tưởng và cho tương lai. Mẹ là bắt đầu cho sự sống, cho tình thương và cho hạnh phúc. Kính lạy cha, kính lạy mẹ, để gửi lại thân ân sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Hôm nay tại Long Hoa Thiền Tự, chúng con tổ chức lễ lòng thành tri ân, để tỏ lòng đáp đền trong ngôi chùa. Chỉ mong sạm soạn bất kỳ nếp nhân trên vầng trán của cha và mẹ, đem lại nguồn sống hạnh phúc cha mẹ tuổi đã về chiều. Chúng không thường nghe ơn cha lành cao như núi Thái, những mẹ hiền sống cửa biển khơi, dẫu cho dấu trọn cuộc đời cũng không trả hết ơn người sinh ta. Cha mẹ đã nhìn lên bức tranh lúc đầu lệ mặt, dẫu theo từng kẻ chim bay hướng về trên trời xa thẳm, nơi con đang vươn dài xuống người, cha mẹ cũng đã từng nát dạt đồng thai. Khi con ngỗ nghịch lang thang, cha mẹ cũng đã vì con mà phải thôi chấp mình trong hố sâu tội lỗi, để cho con được đầy đủ với người.